át chủ bài của Nga ở Chasovya. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều tin tức thú vị từ cả chiến trường Ukraine và Trung Đông. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Át chủ bài của Nga ở Chasovya Nga đang sẵn sàng cho một chiến dịch tổng tấn công tới Chasovya, nơi được mệnh danh là cổng địa ngục của Donbass. Donbass được Nga xác định là chiến trường chính, nơi mà phía Ukraine đã thiết lập 3 tuyến phòng thủ. Tuyến đầu tiên đặt tại Pospasna và đã bị Nga chọc thủng từ đầu năm 2022. Tuyến phòng thủ thứ hai bao gồm Bakhmut, Adipka và những nơi khác. Hiện tại, Nga đã tiến vào tuyến thứ ba. Chasovya chính là tiền đồn của tuyến phòng thủ này. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ hôm qua cho biết, Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công thành công theo hai hướng Chasovya và Adipka. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng theo hướng Chasovya, Nga đã tiến đến phía đông bắc của tiểu khu Kana. Như vậy thì tính đến ngày hôm nay là ngày 16 tháng 4, Nga đã giành được chỗ đứng trong khu vực kênh đào Bắc Danesh dần dần kiểm soát các khu vực định cư ở ngoại ô Chasovya, đồng thời khép chặt ở hai bên sườn. Với chiến thuật dùng hỏa lực tấn công là chính, không quân và pháo binh Nga tiếp tục oanh tạc vào các vị trí phòng ngự của đối phương. Một khi chiến trường đã được Nga làm mềm, thì lực lượng lính dù tinh nhuệ sẽ phối hợp với bộ binh cơ giới ảo ạt tấn công. Theo dữ liệu mới nhất của kênh Deep State Ukraina, thì Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông thị trấn. Trong khi đó, kênh Orvivoenko đã công bố các cảnh quay những trinh sát thuộc Sư đoàn Dù Cận Vệ 98 phục kích và tiêu diệt một bộ phận quân phòng thủ Ukraina trong thị trấn và các vùng lân cận. Để cứu nguy cho Chachupja, thì Kiev hiện tại đã tăng cường thêm quân từ các mặt trận khác đến đây. Còn ở phía bên kia, Nga đã triển khai 4 đơn vị được coi là át chủ bài tại khu vực này, bao gồm có Sư đoàn Dù Cận Vệ số 98, Lữ đoàn Đổ Bộ Đường Không số 11, Sư đoàn Bộ Binh Cơ Giới số 150 Berlin và cuối cùng là Lữ đoàn Bộ Binh Cơ Giới số 200. Để hạn chế thương vong của Bộ Binh Nga, lực lượng không quân chiến thuật đã sử dụng bom lượng FAB, bom chùm và bom nhiệt áp với số lượng lớn. Và cách làm này khá hiệu quả, có thể nói là hiệu quả hơn so với việc sử dụng pháo bình. Thời điểm này thì Nga đã thành công trong giai đoạn đầu, đó là đánh địch tạo thế, đẩy quân Ukraine ở Chasovya vào thế phòng thủ. Và mọi dữ liệu chỉ ra rằng, cuộc tấn công Chasovya sắp đến thời khắc quyết định. Nguồn tin nội bộ Ukraine cho biết, ông Zelensky đã yêu cầu tướng Sitsky phải giữ Chasovya bằng mọi giá để không ảnh hưởng tới hội nghị ở Thụy Sĩ, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Kiev hiểu rằng, việc mất bất kỳ một khu vực nào ở tiền tuyến sẽ khiến cho hội nghị này thất bại giống như là tại hội nghị Munich vào hồi tháng 2, diễn ra đúng vào thời điểm mà Adipka đã thất thủ. Trong khi đó, theo hướng Adipka, Nga đã tiến về phía đông từ Novo cách Ocheretino chỉ còn chưa đầy 2 km. Ocheretino là một trung tâm phòng thủ then chốt của lực lượng Ukraine tại mặt trận này, do nó có vị trí điểm cao, nằm trên một ngọn đồi. Kênh Deep State sáng nay vào ngày 16 tháng 4 xác nhận, Nga đã tiến gần tới Ocheretino và Berdychi. Nếu như chiếm được làng Berdychi, nó sẽ tạo điều kiện quan trọng để Nga gây sức ép lên Ocheretino. Như vậy, hai vị trí quan trọng nhất trong khu vực Donetsk mà quân phòng thủ Ukraine sẽ phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ. Đó chính là Ocheretino ở phía tây bắc Adipka và Chasovya ở phía tây của Bắc Mút. Người Nga đang tận dụng thời điểm quân đội Ukraine lâm vào tình thế khó khăn vì hết đạn pháo và tên lửa phòng không. Chưa hết, họ cũng tận dụng thời điểm này để tiêu diệt thêm các thiết bị và vũ khí của phương Tây. Cách Nga xử lý vũ khí tiên tiến của phương Tây trên chiến trường Sáng nay, Nga công bố cảnh quay cho thấy họ đã tiêu diệt pháo tự hành Panzer 2000 của Đức trong trận chiến gần Chasubja. Panzer 2 2000 được coi là một trong những loại pháo tự hành tốt nhất trên thế giới. Nó có tính cơ động, tầm bắn và tốc độ bắn cao với nhiều loại đạn hiện đại khác nhau. Nó cũng giữ kỷ lục thế giới về số lần bắn trúng mục tiêu nhiều nhất. Việc Nga liên tiếp công bố những video phá hủy các thiết bị hiện đại của NATO cũng cho thấy là họ đã có biện pháp để vô hiệu hóa được chúng. Giám đốc tập đoàn vũ khí Rostec của Nga, Bekhan Odosev, mới đây đã tuyên bố là họ đang trong quá trình phát triển một loại đạn xe tăng tiên tiến dựa trên các phân tích toàn diện về xe bọc thép của phương Tây bị Nga bắt giữ. Mục tiêu chính của những cải tiến kỹ thuật này là để nâng cao khả năng xuyên giáp của xe tăng Nga. Gần đây, Nga đã tiêu diệt thành công 3 xe tăng Abram chỉ trong vòng một tuần, trong đó có một chiếc bị xe tăng T-72B3 của Nga vô hiệu hóa chỉ bằng một phát bắn. Cùng với xe tăng Abram, Nga còn tiêu diệt và sở hữu các chiến lợi phẩm Leopard 2 của Đức và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Họ cũng bắn hạ thành công tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh. Moscow còn cải biến bom câm thành bom lượn thông minh, cũng như nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMPT Terminator, được cho là đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga tại mặt trận Donbass. BMPT Terminator có khả năng sống sót rất cao bất chấp các cuộc tấn công bằng đạn pháo dữ dội của đối phương. Nó có lớp giáp rất dày và mang theo nhiều vũ khí hạng nặng. Đối với tên lửa tầm xa, New vào hôm 7 tháng 4 cho biết một trong những hệ thống phòng không Panzer M của Nga đã đánh chặn được một tên lửa Storm Shadow do Ukraine bắn ra. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên hệ thống phòng không hải quân Nga vô hiệu hóa tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không của Pháp và Anh. Thành tựu này là bước tiến quan trọng trong cơ chế phòng thủ của Nga trước các mối đe dọa từ trên không. Với những thông tin như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tướng Christopher Cavoli, là chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ, phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào hôm 11 tháng 4 rằng quân đội Nga hiện nay thực sự đã mạnh hơn 15% so với thời điểm mà họ tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đây cũng là một sự thừa nhận gián tiếp rằng mục tiêu của chính quyền ông Biden là làm suy yếu Nga đã thất bại. Tướng Cavoli cho biết, trong năm qua thì Nga đã tăng sức mạnh quân đội trên tiền tuyến từ 360.000 lên 470.000 người. Ông kết luận rằng, nói tóm lại, Nga đang trên đà sở hữu đội quân lớn nhất trên lục địa. Bất kể là kết quả cuộc chiến ở Ukraine như thế nào, Nga sẽ mạnh hơn, nguy hiểm hơn và hung dữ hơn với phương Tây so với thời điểm nước này tấn công Ukraine. Lưu ý là trước đó thì Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Chris Campbell cũng đã đưa ra nhận xét tương tự rằng Nga đã gần như tái thiết hoàn toàn về mặt quân sự. Nhưng mà bất chấp điều đó, chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn ương bướng chống lại Nga đến cùng. Ukraine kiệt quệ đang chống lại một đối thủ mạnh mẽ Cuộc xung đột ở Ukraine và những tác động rộng lớn của nó đối với trật tự của thế giới và phương Tây đã gây ra những quan ngại đáng kể. Chiến lược nhằm làm suy yếu hoặc cô lập Nga thông qua một cuộc xung đột ủy nhiệm ở Ukraine đang khiến cho giới chuyên gia phải xem xét kỹ lưỡng về hậu quả của nó. Các phân tích gần đây trên truyền thông phương Tây đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho Ukraine. Nó cho thấy rằng các lựa chọn của Tổng thống Zelensky đang đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Quan điểm này được lặp lại bởi những nhân vật nổi tiếng như là Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người đã ám chỉ về sự cần thiết, Kiev cần phải thỏa hiệp. Trong khi đó, Edward Luwak, là một trong những chuyên gia quân sự hàng đầu của phương tây theo đường lối cứng rắn đã cảnh cáo về một thất bại thảm khốc đối với cả phương tây và ukraine hậu quả của cuộc xung đột này là rất nghiêm trọng đối với kiev nó có khả năng ảnh hưởng đến nhân khẩu học lãnh thổ nền kinh tế và tương lai chính trị của đất nước này theo những cách không thể đảo ngược mỹ thì đang phải đối mặt với một bước thụt lùi lớn nhất kể từ chiến tranh việt nam các thách thức địa chính trị đã làm suy giảm ảnh hưởng toàn cầu của siêu cường này nỗ lực loại bỏ nga ra khỏi sân khấu toàn cầu không những thất bại mà còn bộc lộ những hạn chế về mặt sức mạnh và chiến lược của mỹ các thành viên liên minh châu âu và nato cũng đang phải đối mặt với hậu quả tai hại do quyết định của giới lãnh đạo các quốc gia chủ chốt như anh đức ba lan và pháp đã bị chỉ trích vì thiếu thận trọng nato với tư cách là một liên minh quân sự hùng mạnh được coi là đã mở rộng quá mức và yếu hơn so với nhận định trước đây điều này được minh chứng rõ nét nhất trong cuộc trò chuyện hàng đêm của tổng thống zelensky với người dân của ông vào đêm qua ngày 15 tháng 6. Ông trách NATO đã làm hết sức để bảo vệ Israel, khi mà quốc này cũng giống như là Ukraine đều không phải là thành viên của NATO. Ông nói rằng, trong một tuần qua, Ukraine đã bị hơn 130 UAV tự sát của Nga tấn công, cùng với đó là hơn 80 tên lửa và gần 700 quả bom dẫn đường. Nhưng mà NATO chỉ đứng nhìn chúng tàn phá Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron còn gây thất vọng hơn cho Kiev khi ông đáp trả rằng nếu như anh bắn hạ UAV Nga trên bầu trời Ukraine, thì nó sẽ dẫn đến xung đột leo thang nguy hiểm. Trước đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận các máy bay chiến đấu của không quân Hoàng gia Anh đã bắn hạ một số UAV của Iran đang tấn công các mục tiêu ở Israel vào hôm 13 tháng 4. Câu trả lời của Ngoại trưởng Anh đã gián tiếp xác nhận NATO tránh đối đầu trực tiếp với quân đội Nga. Thời điểm này, chính quyền ông Zelensky không chỉ phải đối mặt với áp lực nặng nề từ Nga mà còn với cả binh sĩ và người dân của mình. Hình ảnh về một xã hội Ukraine đoàn kết và kiên cường, cam kết giành chiến thắng bằng mọi giá trước người Nga, đang bị thách thức bởi luật huy động. Những diễn biến gần đây cho thấy nỗ lực tăng cường huy động tân binh của ông Zelensky đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều trong nước. Công dân Ukraine tìm ra nhiều cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Tất nhiên, để làm lu mờ đi những diễn biến tiêu cực này, thì Kiev không còn cách nào khác là phải tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga đặc biệt là các cơ sở xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng mà các hoạt động này lại gây thiệt hại cho chính đồng minh của Mỹ và EU. Trong một cuộc tấn công gần đây, 8 tên lửa Kinzo đã được phóng cùng lúc nhằm vào cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở thành phố miền Tây Stry của Ukraine. Đương nhiên, cuộc tấn công này không thể phá hủy được kho chứa khí đốt dưới lòng đất có dung tích lên tới 17 tỷ mét khối, nhưng nó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng khiến cho mọi hoạt động vận chuyển khí đốt hoàn toàn tê liệt. EU có các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất khác nhưng cơ sở tại thành phố Stry này của Ukraine được cho là một kho lưu trữ chiến lược. Nếu như nó bị ngừng hoạt động, ngay cả khi chỉ là tạm thời thôi, thì cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực của lục địa châu Âu. Thời gian tới, dự báo cả hai bên sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công qua lại như vậy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá cả nhiên liệu trên toàn thế giới. Từ đó, tác động không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mà chính quyền của ông Biden lo ngại rằng giá nhiên liệu tăng cao có thể làm tăng giá cả và lạm phát trong năm bầu cử này. Ngày hôm qua, ngày 15 tháng 4, Washington Post đưa tin, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đích thân kêu gọi Tổng thống Zelensky ngừng các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga, nhưng đã bị nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ. Các nguồn tin cho biết, ông Zelensky đã tức giận trước yêu cầu này của Mỹ bởi vì Kiev coi chuỗi cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở năng lượng của Nga là một điểm sáng hiếm hoi trong cuộc chiến. Kiev đã trở nên khó bảo hơn. Khi mà Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nói rõ rằng Kiev có ý định tiếp tục phớt lờ các yêu cầu của Washington và chỉ sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nếu như phương Tây viện trợ một số khẩu đội phòng không Patriot. Trên thực tế, thì các cuộc tấn công bằng UAV này của Ukraine cũng chỉ vô hiệu hóa được các cơ sở năng lượng trong một thời gian ngắn, chứ họ không thể phá hủy hoàn toàn các nhà máy lọc dầu. Reuters vào hôm 15 tháng 4 đưa tin, nhà máy lọc dầu Ryazan và Kubisev đã được khôi phục sản lượng nhiên liệu đang tăng lên gần đến mức dự kiến sau tất cả các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Để đáp lại, Nga gây ra thiệt hại lớn hơn cho ngành năng lượng Ukraine và đã tác động đến giá cả năng lượng trên toàn châu Âu. Giá năng lượng tăng cũng có nguy cơ làm suy yếu sự hỗ trợ của châu Âu dành cho viện trợ Ukraine. Trong khi đó, cuộc tấn công của Iran vào Israel tối 13 tháng 4 lại khiến cho Đảng Cộng Hòa phải triệu tập một phiên họp bất thường của Hạ viện để xem xét viện trợ khẩn cấp cho Israel. Ngày hôm qua 15 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ phải thể hiện sức mạnh vững chắc và sự hỗ trợ dành cho Israel. Chúng ta phải đảm bảo rằng cả thế giới hiểu Israel không đơn độc và Chúa sẽ ban phúc cho quốc gia nào ban phước cho Israel. Điều khiến cho Kiev lo lắng là gói hỗ trợ Israel mặc dù nằm trong gói viện trợ nước ngoài bao gồm Ukraine, Israel và Đài Loan. Nhưng theo đề xuất của ông Johnson, Hạ viện sẽ tổ chức các cuộc bỏ phiếu riêng biệt về từng ưu tiên tài trợ vào cuối tuần này. Nó có nghĩa là nếu như viện trợ của Israel bị tách rời khỏi Ukraine, thì khả năng gói viện trợ của Ukraine sẽ càng ngày càng bị mắc kẹt lâu hơn tại Quốc hội Mỹ. Và một khi tình hình Trung Đông nóng lên, thì khu vực Đông Âu với Ukraine là tâm chấn sẽ càng ít thu hút được sự chú ý quan tâm của Quốc hội Hoa Kỳ. Trung Đông nóng rực, Israel cho biết đã sẵn sàng tấn công Iran. Có vẻ như là mọi diễn biến đang diễn ra rất nhanh. Khi mà cuộc họp nội các chiến tranh của Israel đã đi đến kết luận là phải tấn công mạnh mẽ vào Iran và kỳ vọng sẽ không gây ra chiến tranh trong khu vực. Trong cuộc nội các này, Thủ tướng Netanyahu được cho là đã yêu cầu lực lượng phòng vệ Israel cung cấp các lựa chọn mục tiêu, bao gồm một cuộc tấn công có thể xảy ra vào một số cơ sở của Israel hoặc một cuộc tấn công mạng. Giới chức của Israel hiện đang ra tín hiệu với người đồng cấp Mỹ rằng họ mong muốn có được sự hậu thuẫn và phối hợp từ Nhà Trắng để trả đũa. Tuy nhiên, tổng thống biden tuyên bố là mỹ sẽ không ủng hộ một cuộc tấn công quân sự của israel nhắm vào iran bởi vì lo ngại là nó có thể gây ra một cuộc chiến lớn hơn có khá nhiều quan điểm cho rằng đảng dân chủ của ông biden không muốn có một cuộc chiến quy mô lớn bùng nổ ở trung đông bởi vì nó sẽ cản trở nỗ lực tái tranh cử của biden từ đó mang lại chiến thắng cho trump ngoài ra lầu năm góc còn lo ngại là họ không có đủ tên lửa phòng không để cung cấp cho đồng minh trong khi vẫn phải duy trì mức tối thiểu để bảo vệ các căn cứ của mình Do đó, có nguồn tin cho biết là chính quyền ông Biden đang ngầm thỏa thuận với Iran. Như video hôm qua chúng tôi đã phân tích, nhiều người cho rằng hành động báo trước kế hoạch trả đũa của Iran cho Israel là ngu ngốc. Nhưng mặt khác lại có quan điểm đánh giá đó là một đòn răn đe khôn ngoan gửi tới Israel. Và giữa cuộc tranh luận này, Phó Duma Quốc gia Nga Dmitry Belik ngày hôm qua gọi cuộc tấn công của Iran là một màn trình diễn sân khấu đẹp mắt. Ông nói sẽ không có chiến tranh Tất cả điều này giống như một vở kịch đẹp đẽ chỉ gói gọn trong chiến dịch thông tin và nó đơn giản là một thỏa thuận. Vậy thì tuyên bố này của nghị sĩ Nga hàm ý điều gì? Nhiều khả năng là chính quyền ông Biden một mặt đảm bảo với Israel rằng Mỹ và các đồng minh sẽ giúp Tel bắn hạ các UAV và tên lửa của Iran đang bay tới lãnh thổ Israel. Trong khi Mỹ ngầm thỏa thuận với Iran rằng họ sẽ không tấn công Iran để đổi lại việc nước này chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Iran và không gây ra thiệt hại lớn. Nói cách khác, chính quyền ông Biden lo ngại sức mạnh của Iran đang tăng lên trong khi sức mạnh của Mỹ suy giảm. Đến mức Tehran đủ sức tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có vào Israel bất chấp những lời đe dọa của phía Mỹ. Và tất nhiên, chính quyền ông Biden tính toán rằng tốt hơn là nên dàn dựng một màn trình diễn đánh trả đẹp mắt với Iran, như là Phó Duma Quốc gia Nga Dmitry Belik tiết lộ. Và từ đó, buộc Israel phải rút lui. Như vậy không có gì ngạc nhiên khi Đảng Cộng Hòa mà đại diện là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã dành phần lớn bài phát biểu dài 15 phút của mình ngày hôm qua để chỉ trích Tổng thống Biden và các đảng viên Dân Chủ hàng đầu. Đặc biệt, ông chỉ trích lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ vì đã kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Israel. Có nghĩa là Đảng Dân Chủ ủng hộ lật đổ Thủ tướng Netanyahu. Ông Johnson nói rằng Đảng Dân Chủ đang cố gắng yêu cầu một sự thay đổi lãnh đạo trong khi Israel đang trong cuộc chiến giành lấy sự tồn tại của mình. Ông cũng chỉ trích chính sách đối ngoại của Biden đối với Iran, bao gồm cả việc Nhà trắng đã ra hạn miễn trừ lệnh trừng phạt vào tháng trước để bơm tiền vào nền kinh tế Iran. Johnson nói: "Thật là vô lương tâm. Tôi đã nói chuyện với Nhà trắng về điều này. Tôi không hiểu chính sách này. Dưới thời của Donald Trump thì chẳng bao giờ có chuyện như vậy. Trump đã siết chặt các lệnh trừng phạt Iran và đồng thời luôn bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với Israel chống lại các cuộc khủng bố cực đoan nhắm vào nước này." Hiện tại thì vẫn chưa rõ nội các chiến tranh Israel có hủy quyết định đáp trả hay không. Và nếu như đáp trả thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Về phần Tehran, họ cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn trước bất kỳ một cuộc tấn công nào của Tel Với tình hình căng thẳng như vậy thì một loạt các hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đến khu vực, bao gồm có Lufthansa của Đức, Air France, EasyJ của Anh, Wizz Air, Finnair Air của Phần Lan. Như vậy, xung đột mới tại Trung Đông vẫn chưa ngã ngũ và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi màn trình diễn chưa có hồi kết thúc này bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo